khandu sapa devata sambasankahai nupave na sada sothi pavantu te soanthalantho suvito guru noho buddha sasaneya rogo suvito ho isa sabbe nyati phe saanthalantha suvita guru naha buddha sasaneya roga suvita ho isa sabbe nyati phe te akhalatha Sukhita Vrunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Ho Tasaha Sabbe Hinya Dekhi. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cùng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát qua tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Văn kinh chi cu sa la cầm mang ca tập bằng chi đi văn mà ca dê na quả cha man sa ti tê su ca tăng ca tăng dê sa ta san nhị nô a thì dê cho sa ta a san nhị nô ca tăng buồn nhà phà lăng mày hăng sa vê phà ghi phà quan tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng định năng buồn nhà phà lăng mày ya dê cho ta ta na cha an an ti đê qua gần to nhị dê đa dâm sa vê đồ cầm thì dê sa ta chị quan ta ha ra hê tu ca mà muốn thăng phô cha nàng sắp bê nó có anh tụi mà chê ta xa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng lên hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng năm mô bích tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được họ trì vi giới. Nhục Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhục Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật âm mát tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp cú kinh số 202. Dạ, sa thú lành thai, Như Quỳnh kính chúc tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Cho tên kính lễ chư tôn tên Đức Tăng trong những nước Nam mà trong tổ hùng vực đó. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam thiện nữ, thiện hữu chư thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 202. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanatayasawanda Vi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokotamo Sapagaru Hichet Thako Lokasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu. Cái này giác tâm Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đau sinh bằng, pháp lý phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật thân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sá thú nô lô ca nó mân thá sá vây nà ká rù bồ tá bình nhu bút tháp bất đi bồ tí sinh nhá tù bình đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giá cần Pháp bảo quý nhân và như là khơi sáng vẹp mạng vô minh Phá ta lòng đạt dụng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô vi su thô su ca ta sa sa quốc cô sĩ ca su ca mô vá ta thom ma sĩ ca cô nền đà vá sang sa di a na đa ru vá ru vần đà ma hành tầng na ra pu. Cái này giác tăng tăng bà hổ thanh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà phát thân các ngài thanh tịnh đi trần sa lìa để phá phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Ra tận át tây tề chê nó sẽ khám bề tu á tha năng ta sa vi a nu qua về nó thật sa về nó sẽ tập tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tăng hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Còn bây giờ ông Đức Tam Bảo đã xong. Cũng xin trình bày với Pháp hội cái nick mà Phật Pháp Online. Chúng tôi vô cái room này vô cũng không được. Hãy nhớ lại cái bác cột của cái Phật giáo Nam Truyền. Chúng tôi mới vô được cái room này. Không biết có mỗi sự cố như thế nào. Mà cái nickname mà Phật Pháp Online vô không được. Thì đây là cũng là một cái chuyện mà thấy cũng hơi đặc biệt ha. Nhớ cái password của cái room này, cho nên chúng tôi mới vô được cái nick này. Vô cái nick này đâu phải là sung sướng gì, mà sao một con người nói mang cái nick này nhìn oai vệ hết sảy. Chỉ là một cái xin phép ta vô cũng chưa được. Thì bây giờ vị nào mà có hát nick của xin phép ta thì kéo xin phép ta vô. Vị nào mà có hát nick á thì kéo vô, nếu người ta đưa online thì kéo vô được chứ có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 202. Có bao nhiêu có bấy nhiêu đi ha. Bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn luôn bị chi phối. Luôn luôn bị chi phối bởi vô thường, khổ đau và không làm chủ được chính mình. Câu 202. Nathira Gassamo Akhi. Nathira Gassamo Akhi. Nathira Gassamo Akhi. Câu đầu tiên chúng ta có 3 từ. Nathi là 1, Ra Gassamo là 2, Akhi là 3. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này.
từ nát thi, một cái từ mà quý vị thấy với hai từ cộng lại, ná cộng với ác thi, ná có nghĩa là không, ác thi là có. Hai từ này đi liền với nhau gọi là nát thi, không có, đúng không? Đi liền với nhau, có rõ ràng vậy mà nó không có. Ná là không, ác thi là có. Hai chữ rõ ràng vậy mà nó không có, chăng? Nát thi là không có. Rồi cái từ thứ hai, Ragasamo, Ragasamo. Chữ Ragasamo do hai từ cộng lại. Raga, đó là một danh từ nam tính. Akranta Pumbhanga, Raga có nghĩa là tham ái, tham ái. Rồi Samo, Samo do cái từ Sama. Sama có nghĩa là sánh bằng. Và cái từ Sama này nó được đứng làm chủ cách, chủ cách số ít. Pathama Ekavachana Vipatti, cho nên chữ Sama biến thành chữ Samo. Sama có nghĩa là sánh bằng, ngang bằng. Sánh bằng, ngang bằng. Vậy gì? Vậy thì Ragasamo, Ragasamo sánh bằng tham, sánh bằng tham. Ragasamo sánh bằng tham. Hay là ngang bằng với tham. Rồi cái từ cuối cùng Akki. Akki nó là một danh từ nam tính. Ikaranta Pumbhanga. Và chữ Akki này được đứng làm chủ cấp số ít. Bathama Ekavachana Vipatti. Akki có nghĩa là ngọn lửa. Ngọn lửa. Rồi, như vậy thì câu đầu tiên Natthi Ragasamo Akki, Natthi Ragasamo Akki, Natthi Ragasamo Akki. Không có lửa nào sánh bằng tham. Không có lửa nào sánh bằng tham. Rồi, bây giờ câu số 2. Natthi dosa sammo kali. Natthi dosa sammo kali. Natthi dosa sammo kali. Như vậy thì chữ natthi quý vị biết rồi ha. Natthi là không có. Rồi, từ thứ hai, đô sa sa mô. Đô sa sa mô, chữ đô sa, nó là một danh từ nam tính ha. Á cơ bản ta phùng bình gã. Đô sa có nghĩa là sự sân hận. Đô sa là sân hận. Ra gã là tham. Đô sa là sân. Rồi, chữ sa mô do cái từ sa ma. Sama là sánh bằng. Như vậy thì ra ở trên Ragasamo, ở dưới này Dosasamo, Dosasamo, Dosasamo có nghĩa là ngang bằng với sự sân hận, ngang bằng sự sân hận, sánh bằng sân, hoặc là ngang bằng sân. Ngang bằng với sự sân hận. Rồi chữ kali, chữ cuối cùng kali nó là một danh từ nam tính. Ikaranta Pumbhanga, và chữ kali này được chia theo chủ cách
Mathamma nghe câu vachana vipatti, kali có nghĩa là việc ác hay là tội lỗi. Vậy thì câu số 2, nati đồ sa sập mồ kali, nati đồ sa sập mồ kali, không có việc ác nào sánh bằng sân hận. Không có việc ác nào sánh bằng sân hận. Rồi bây giờ câu số 3. Câu số 3. Natthi khandha samma dukkha. Natthi khandha samma dukkha. Natthi khandha samma dukkha. Câu số 3 có 3 từ, Natthi là 1, Khandha Samma là 2 và Dukkha là 3. Natthi quý vị biết rồi, có rõ ràng đó, chữ Natthi rõ ràng nhưng mà nó không có. Rồi từ thứ 2, Khandha Samma. Khandha Samma cũng do hai từ còn lại ha. Khandha nó là một danh từ nam tính, nó là một danh từ nam tính ha. Akranta kumbhinga khandha tức là quấn hay là một sự tập hợp hay là một nhóm, một đống quấn, quấn xứ giới đế khandha. Uống ở đây có nghĩa là sắc này, thọ này, tưởng này, hành và thức thì gọi là ngũ uống. Thì ở đây khanh tha này nói về ngũ uống ha, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi chữ samma có nghĩa là sánh bằng, ở đây nó là số nhiều, samma ha. Chữ samma, chỉ số ma này nó được đứng làm chủ cấp số nhiều ha. Bà tham ma bà hú quá cho nó quyền pháp tế, cho nên chỉ số ma biến thành số ma là ngang bằng. Vậy thì khanh thất số ma sánh bằng ngũ quấn, sánh bằng quấn hay là sánh bằng ngũ quẩn hay là khổ quẩn cũng được. Rồi sánh bằng ngũ quẩn chỉ đúc hà sao mình nói đến cái vấn đề sự khổ. Chỉ đúc đúc hà do cái từ đúc hà, nó là một danh từ nam tính, akranta-pumbhinga, nhưng mà chỉ đúc hà đó được chia theo chủ cách số nhiều, bà tham ma bà hú quá chân áo vị phát tí, cho nên đúc khá biến thành đúc khà. Đúc khà là đau khổ hay là sự khổ. Vậy thì nát thi khanh tha sa ma đúc khà, nát thi khanh tha sa ma đúc khà, không có khổ nào sánh bằng, không có khổ nào sánh bằng uẩn hay là khổ uẩn hay là ngũ uẩn. Không có khổ nào sánh bằng sắc này, thọ này, tưởng này, hành thức uẩn. Tức là chính những cái sự tập hợp này của sắc, thọ, tưởng, hành thức này mà có sự đau khổ. Không có khổ nào sánh bằng khổ uẩn. Rồi và câu cuối cùng, Natthi santi bhavaṃ sukhaṃ, Natthi santi bhavaṃ sukhaṃ, Natthi santi bhavaṃ sukhaṃ. Natthi bỏ qua một bên bởi vì nó không có ha. Rồi từ thứ hai, santi bhavaṃ, santi bhavaṃ, santi bhavaṃ, chữ santi nó là một danh từ nữ tính,
Ikaranta ithi linga. Santi là sự an lạc. Santi là sự an lạc. Rồi chữ ba răng. Ba răng nó là một tính từ, là trên, quá, hơn nữa. Trên, quá, hơn nữa. À, hai từ này đi chung với nhau. Sanh tiếp bà răng. À, chữ bà răng này được chia theo đối cách ha. Đối tỷ giao phát tiê câu quá trình á. Cho nên chữ bà ra biến thành ba răng. Sanh tiếp bà răng có nghĩa là trên, trên cái sự an lạc. Trên sự an lạc có nghĩa là Niết bàn ha, là cực lạc, hay là thiên đường, hay là tịnh độ. À, ở đây nói về Niết bàn đi. Xâm tí bà răng tức là trên cái sự an lạc, ám chỉ về Niết bàn ha. Nhưng mà cái gì trên sự an lạc? À, đó là Sukham. Sukham do từ Sukha. Sukham là kinh từ trung tính. Akaranta napum sakalinga. Và chỉ số kháng này được chia theo đối cách số x. À, đối tỷ giá vui phát tí e có quá trình á. Cho nên số kháng bên tầng số kháng. Số kháng là sự an lạc, sự hạnh phúc. Sự an lạc, sự hạnh phúc. À, như vậy thì không có, không có lạc nào vượt trên lạc, à, lạc của Niết bàn. À, chắc không có sự an lạc nào vượt lên trên cái sự an lạc của Niết bàn, tức là sanh tế bà răng. À, sự hạnh phúc, sự an lạc, nhưng mà không có sự an lạc nào vượt lên trên cái hạnh phúc của Niết bàn. À, tức là sanh tế bà răng. Sanh tế bà răng này ám chỉ Niết bàn. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 202 nói lên cái gì? Rắc rối thế này. Không có lửa nào sánh bằng lửa tham. Không có tội nào sánh bằng tội sân. Không có khổ nào sánh bằng khổ ngũ uẩn. Không có lạc nào vượt lên lạc Niết bàn. À, không có lửa nào sánh bằng lửa tham. Không có tội nào sánh bằng tội sân. Không có khổ nào sánh bằng khổ ngũ uẩn. Không có lạc nào vượt trên trên lạc Niết bàn. Hai ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát. Lửa nào sánh nổi lửa tham. Ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù. Khổ nào bằng ngũ uẩn có như. Lạc nào đối được vô dư Niết bàn. Lửa nào sanh nổi lửa tham. Ác nào sanh nổi ác sân hiềm thù. Khổ nào bằng ngũ uẩn, à, khổ bằng ngũ uẩn có như. Lạc nào đối được vô dư Niết bàn. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch ngắn gọn năm chữ. Đứa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Đứa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Rồi. Alo, như vậy thì ý nghĩa tự vận chúng ta cũng đã thông qua ha. Alo, rồi giờ sức mê ta cũng vô chưa được ha. Công nhận và cả lắm cảm trọng giặc ha. Không sao. À, mình chào Sức Phạm Vượng. Kéo nhiều lần hả? Ồ, cái dây cậu không chịu chắc. Kéo kiểu bị đứt rồi. À, kéo nhiều lần, kéo không vô nổi. Rồi, thôi.
Thì bây giờ chúng ta quát câu đầu tiên ha. Nát-thi-ra-ga-sa-mô-ác-ki. Câu đầu tiên là một câu mà chúng ta thấy bây giờ đi vô trường âm đoạn âm ha. Bây giờ quý vị có thể nhìn qua câu này, đếm thử được bao nhiêu từ trong câu đầu tiên. Chị Kim làm đại quá vậy. Chị Nhật Quỳnh, chị Kim nói 8. 8 ở đây có nghĩa là nắp là 1, thí là 2, ra là 3, gá là 4, xá là 5, mô là 6, ắc là 7, ghi là 8. Như vậy câu đầu tiên là câu có 8 từ. Cũng cũ soạn lại hoài, như vậy mà cũng đặt lắp hoài, chán thiệt. Tới lui xuôi ngược cũng chừng đó, mà nhiều khi lên gây nghe chán đen còn sai, cầm micro nói cũng đặt lắp, khổ thiệt. Tới lui xuôi ngược nó cũng chừng đó thôi. Bây giờ trong câu này có bao nhiêu trường âm? Câu đầu tiên bốn củ soạn lại mà cũng chưa chắc là cái chắc lên đúng. Câu này bao nhiêu trường âm? Chị Kim, chị Nhật Quỳnh nó có 4 trường âm. Vậy thì 4 trường âm đó là cái gì? Chữ nắp là 1, chữ ra là 2, chữ mô là 3, chữ ắc là 4, có phải không? 4 trường âm có nghĩa là chữ nát là 1, chữ ra là 2, chữ mô là 3, chữ ắc là 4. Vậy thì trong 4 cái trường âm này, tại sao mà trường âm mà sao nó không giống nhau? Vậy thì có bao nhiêu loại trường âm trong câu đầu tiên này? Có bao nhiêu loại trường âm? Có 2 ha. Đi vô chi tiết ha. Trong hai trường âm này chúng ta coi trường âm thường có không, mà có được bao nhiêu trường âm thông thường? Có hai, đó chính là chữ ra và chữ mô. Chữ ra và chữ mô đó là hai trường âm thông thường. Ra bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được 2 cái hộp dịch. Quá, chú cha Dung Nguyễn cho thêm cái nữa, 3 cái hộp dịch. Nói trường âm đọc theo giọng nguyên âm không có thì thôi chứ, đưa hộp dịch nên làm cái gì không biết nữa. Thôi hỏi trường âm nhắn có được bao nhiêu đây? Trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn có được 2, đó chính là chữ nắp và chữ ắc. Vậy thì câu số 1 này có bao nhiêu là đoạn âm? Có bao nhiêu là đoạn âm? Rồi 4 nè, chắc không đó. Ủa, vậy thì Nhật Quỳnh cũng đồng tình á. Có 4 đoạn âm hả? Không phải là chị Dùng Nguyễn. Chắc mẻm luôn á, trời ơi, chắc mẻm, trắng mẻm là cái gì? 4 đoạn âm đó chính là chữ thí nè, chữ gá nè, chữ xá nè, và chữ ghi. Đó là 4 đoạn âm. Tại sao gọi là đoạn âm? Tại vì nó không có dấu, cho nên chúng ta phải thêm dấu vô. Mà thêm dấu vô thì đọc nghe chắc chúa. Ví dụ chữ thí, chữ gá, chữ xá và chữ ghi, tức là không có dấu thì chúng ta thêm dấu vô, gọi là đoạn âm. Còn trường âm á, nhất là trường thông thường là chúng ta đọc nghe kéo dài ra, và
chữ ra, chữ mô, à. Sấy con cua. Rồi, như vậy thì câu số, số 1, à, quý vị có thấy gì rất khó không? Dễ hay khó? Cái phần vượng nè, đạo hữu dược trí nè, rồi đạo hữu gái rung nè, đạo hữu tăng thu nè, đạo hữu sức hiền hoa nè, ha. Quý vị thấy dễ hay khó? Dễ như là những cái câu kệ Bali chứ có gì đâu, ha. À, bây giờ chắc ăn à, câu đầu tiên này cái ca kim nói hết sảy con cua kẻ gì đây, lên phân tích lại câu câu một đi ha, chắc ném lại gì nữa, lên lên một phân tích chắc lắc là coi như bà con cười, đừng có nói là tại sao quê nghe không. Rồi lên phân tích câu đầu tiên sức kim chắc lên để thấy chắc ăn vậy nên chưa chắc là đã cộng với cô nói đúng. Rồi xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức. Bữa nay con đâu thấy cô Tư Nữ đâu, con cũng chào luôn. Dạ quý vị Phật tử, bữa nay con thấy là sư vô cái nickname Phật giáo năm kia, trời ơi, hoài dễ sợ luôn, còn thấy ngon lành dễ sợ luôn vậy đó. Thấy Phật giáo năm chìm, Phật giáo Bắc Tông là dỗm Phật giáo năm chìm, bồ anh hết sảy con cua kẹp luôn, là chắc mẻm luôn đó. Chưa biết không, con cua mà khi nó kẹp á, con thấy bà chị nói con cua mà nó kẹp á, nó không bao giờ nhả đâu, bẻ gãy cái càng nó đi, chẳng thà nó mắc cái càng chứ nó cũng không có nhả rào thiệt. Con lấy cái đôi đũa con cho nó kẹp thiệt, nó không bao giờ buông ra, nó gãy cái chân nó cũng không có buông cái chiếc đũa nữa. Bởi vậy là hết sảy con cua kẹp là chắc mẻm rồi, không có nhúc nhích luôn, 100% luôn đó sư. Thôi để con phân tích thì đẩy sư, sư khư nhát con rồi sư nói con không biết nữa. Dạ con xin phân tích câu số câu cầm kinh Pháp Cú 202 cái câu số 1 đó. Nakira gasamo apgi, nakira gasamo apgi apgi nak nap nak nap nak thi nak là trường âm ngắn, thí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, ấp 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 là trường âm ngắn, ghí là đoạn âm, nấp. Trong câu này có hai loại trường âm thôi, nó không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường gồm có hai chữ là chữ ra và chữ mô. Trường âm ngắn gồm có hai chữ là nấp và ấp. Đoạn âm có bốn là thí, giá, xá, ghí. Sư hỏi con thế nào đọc là trường âm hay đoạn âm? Sư nói để nói lại rõ cho cô Dung Nguyễn mới vô để cô hiểu đúng hơn. Trường âm là cái giọng đọc nó dài ra, còn đoạn âm là cái giọng đọc của nó ngắn ra. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là nó cuối với chữ M có một ruồi, có dấu nặng nữa. Giờ nó đứng phía sau chữ A, chữ A, chữ Y ngắn. Rồi chẳng hạn A, Y ngắn, rồi mấy chữ đó vậy. Thì đại khái vậy, chứ không phải là trường âm dài như cô Dung Nguyễn nói. Đã trường âm, trường là nó dài nè. Trường âm dài, tức là dài, âm dài, dài, tức là dài thần hòn luôn. Là con phân tích xong rồi đó, không biết con đọc có sai không nữa. Nắc thi ra ga sâm mồ ấp ký. Cô nhớ chưa, khi nào mà cô lên á, sẵn đây nói luôn, cô khi nào cô lên, sư kêu cô lên phân tích á, là cô đọc cái câu đó trước một hai lần cho nó rõ cái giọng của đâu cô đọc ấy. Cô có nhớ không, sư nhắc cô nhiều lần lắm, chữ nào mà không có dấu thì cô phải bỏ dấu sắc vô, chữ nào mà có dấu như dấu nguyền đó, cô thấy dấu nguyền như chữ rà đó thì cô phải bỏ cái dấu nó đi, cô không đọc là chữ rà mà cô đọc là chữ ra, cô nhớ không? Còn chữ thí, nắc thí, thí là nó không có dấu, cô thay vì cô đọc chữ thi cô đọc là chữ thí. Còn chữ rà gá xá mô đó, gá xa đó thì cô không đọc gá xa mà cô đọc là gá xá, tức là cô phải bỏ dấu sắc vô. Cái chữ nào nó không có dấu thì cô bỏ dấu sắc vô, cô nhớ không?
vậy thôi. Khi cô phải vô luôn phân tích đó, là cô phải phân tích từng chữ như ai cũng nói cô đi nghe. Đọc xuống cái câu đó là nói chữ ná, chữ thí, chữ ra, chữ gá, chữ xá, chữ mô, chữ ấp, chữ ghi. Cô phải phân tích từng chữ đó ra, từng cái âm đó ra, nó là thuộc loại gì. Xong đó cô gom lại, cô coi nó có bao nhiêu loại trường âm, và mỗi loại trường âm nó có mấy chữ, và đoạn âm nó có mấy chữ. Xong đó thì cô mới xong cái chuyện. Chứ cô đừng có lên cô nói trường âm thông thường, trường âm ngắn như vậy là cô thiếu rất nhiều á. Cô để ý coi những người mà lên phân tích đều giống nhau như vậy ha. Vậy thôi, tôi xin trả máy. Khỏi cần cảm ơn tôi, như chuyện này bổ soạn lại thôi ha. Ai cảm ơn Sĩ Kim đang khăn tiếng. Sĩ Kim lên cầu micro nói như vậy là thấy cảm ơn rất nhiều. Nhờ Sĩ Kim đó mà thấy Sĩ Dung Nguyễn dạ con cảm ơn cô. Dạ thấy không, lời nói có giá trị. Rồi rõ ràng câu số 1 không ai thắc mắc gì hết đó. Không có chính xác. Anumo Đạt Na. Rồi, xà thu, xà thu. Rồi, bây giờ đến câu số 2 ha. Câu số 1 thì dễ quá rồi. Bây giờ câu số 2. Nati Đồ Sa Sa Mù Kali. Nati Đồ Sa Sa Mù Kali. Nati Đồ Sa Sa Mù Kali. Câu số 2. Câu số 2 này, quý vị thấy trong câu số 2 này có bao nhiêu loại trường âm, có bao nhiêu loại trường âm trong câu số 2. Sĩ Kim ha, thầy Sĩ Nhật Quỳnh ha, nên là có 2 loại trường âm trong câu số 2, phải không? Như vậy trong 2 loại trường âm này, bây giờ chúng ta tìm hiểu câu số 2 này có được bao nhiêu trường âm, có được bao nhiêu trường âm mà tới 2 loại trường âm trong này. Câu số 2 có được bao nhiêu trường âm thì quý vị trả lời rằng Thích Kim, Thích Nhật Quỳnh nói có 3 trường âm. Bây giờ thì ha, nát là 1 ha, đô là 2 ha, mô là 3. Chính xác có 3 trường âm. Và trong 3 trường âm này thì nó nằm trong 2 loại trường âm. Nằm trong 2 loại trường âm. Vậy thì bây giờ Sĩ Dung Nguyễn thấy câu này khó quá. Thôi bây giờ đưa tay lên phân tích đi ha. Alo, Sĩ Dung Nguyễn ơi, câu số 2 phân tích làm sao, ngồi im ru thấy khó quá. Không dám chán lên, thôi bây giờ cầm cái câu nói luôn ha. Nati Đồ Sa Sa Mô Kali. Câu này thì thế nào đây, cái nào là trường âm, cái nào là đoạn âm. Rồi bây giờ trường âm cứ đọc là trường âm dài ha, cho chắc ha. Rồi xin mời. Dạ con kính thỉnh dạy ra Hư Tam Bảo, ông Đức Phật, ông Đức Giáo Pháp và ông Đức Thượng Tôn. Con kính đảnh lễ nơi chí đức và con kính chào đạo tràng. Dạ câu thứ 2 con xin đọc. Nati Đồ Sa Sa Mô Ca Li. Nati Đồ Sa Sa Mô Ca Li. Con còn lại sao cái chữ y nữa rồi. Nati Mô Đồ Sa Mô Ca Li. Dạ trong cái câu này á thì có 2 loại trường âm. Đó là trường âm thông thường, đó là chữ nas, xin lỗi, trường âm thông thường là chữ thí và chữ ca. Có trường âm lớn, đó là chữ nas. Dạ còn lại là đoạn âm, đó là chữ
đô, chữ sa, chữ sa, chữ mô và chữ cá. Dạ con không thích nhưng không biết. Con có sai thì con nhờ ngài sửa dùng cho con ạ. Con xin gửi mít lại cho ngài. Alo, sư Trung Nguyễn hình như ở ngay bãi biển hay sao mà sóng gió thì sao vậy? Ha, nghe hơi ồn. Rồi bị phân tâm hay sao mà khi nãy chị Kim nói như vậy mà bây giờ lại phân tích thấy nó không được tự tin lắm. À, chị Dung Nguyễn ơi, phân tích không được tự tin. Bây giờ nghe Huynh Minh Tâm phân tích ha. Câu số 2, Huynh Minh Tâm ơi, bây giờ Huynh làm sao mà để cho chị Dung Nguyễn á, nghe là nghe rồi nhận định rồi phân tích lại nghe là giống như Huynh nha, là tuyệt vời ha. Mời Huynh Minh Tâm ha. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Trí Đức. À, hôm nay sư xài nít của chủ room. Dạ, kính chào quý Phật tử. Dạ, con xin phép được phân tích trường âm và đoạn âm của đoạn số 2. Nát thí đồ xa xa mồ ca lý. Dạ, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xá xá là lại hai cái đó, dạ, là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, à, này là xá mô, này là xá ở đâu đó, dạ. Cá lý, dạ, là hai đoạn âm, dạ, cái trong này rất là dễ, cái đầu tiên là trường âm nhấn là chữ nát. Rồi thứ hai là trường âm thông thường là đô mô, à, rất là dễ thôi. Còn lại là toàn là đoạn âm. Dạ, thí xa xa cá lý. Dạ, con đã phân tích xong và trong này không có trường âm đọc tới giọng nguyên âm. Dạ, con xin trả mít lại cho sư Trí Đức ạ. Xà thủ Huynh Minh Tâm, có lối phân tích mình dễ hiểu ha. Xa xa là lại á, rồi xa mô là lại chỗ nào đó, hay ha. Không biết trình bày như vậy sư Dung Nguyễn có hiểu không, không biết nè. Rồi sư Dung Nguyễn ơi, Huynh Minh Tâm phân tích như vậy có nắm bắt được chưa? Còn trả bài lại rồi có lý á, nghĩa là Huynh Minh Tâm là cái giọng tốt nè, nghe rõ ràng nè, bây giờ xin mời phân tích mà giống hệt như Huynh Minh Tâm là tuyệt vời. Dạ, con kính nhận ai, con ơi không phân tích là câu số 2 ạ. Dạ. À, ná thí đố xá xá vô cá lý. Dạ, nát là trong này có nát là trường âm nhấn, thí là trường âm thông thường, đô xin lỗi, thí là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xá 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 là trường âm thông thường, xin lỗi, đoạn âm, mô là trường âm thông thường, cá lý là đoạn âm. Dạ, như vậy trong câu này có một trường âm nhấn là nát, hai trường âm thông thường là đô mô và còn lại là đoạn âm. Dạ, con xin gửi mít lại cho ngài ạ. Xà thủ sư Dung Nguyễn, rồi con vượt qua trên ngại chứ có gì đâu ta. Huynh Minh Tâm là người quan hỷ đầu tiên tặng năm cành hoa ha. Rồi sư Nhật Quỳnh, sức em không có gì là khó ha. Tại cái mình không có ý chí, không có nghị lực, chứ bây giờ cố gắng thì trước sau gì cũng vượt qua. Thế bây giờ thế đọc không suốt rồi ha.
Rồi, quan hỷ, quan hỷ. Vậy thì câu số 1 và câu số 2, sau khi quý vị phân tích xong thì chúng ta ôn lại để cái giọng đọc được liên lạc với nhau ha. Natira gasamo akinatido sasamo kali. Natira gasamo akinatido sasamo kali. À, quý vị chú ý ha. Chữ ắc ký và chữ nát thí, giữa hai câu này chúng ta phải nối nó liền với nhau ha. Ký nát ắc ký nát à, chứ không có nên dừng lại chữ ắc ký. Chúng ta đọc lại nè, quý vị chú ý ha. Nát thí ra gá sá mô ắc ký nát thí đô sá sá mô ká lý. À, nát thí ra gá sá mô ắc ký nát thí đô sá sá mô ká lý. À, rồi. Như vậy, quý vị thấy dễ hay khó? Dễ hay khó do chính mình, chứ không có do ai hết. Bây giờ chúng ta đến câu số 3. Natthi khandha samma dukkha. Natthi khandha samma dukkha. Natthi khandha samma dukkha. Hôm nay đạo hữu ghé Rome à, sau truyền 26 mà thấy tế lên rất xuống hoài ha. À, ghé vô cái Rome này thấy cũng khó khăn quá à. Rồi bây giờ câu số 3. Câu này khó quá hả? Khó quá hả? Rồi bây giờ đạo hữu Bình Phương cố gắng tham gia đi. Khó hay không do chính mình, chứ không phải là cái chữ này làm khó mình ha. Chữ này không làm khó ai hết á. Tại mình có sự chú tâm, có sự cố gắng hay không. Thì nó khó nó dễ là do chính mình thôi. Ngài chứ thật sự ra cái chữ này, này đỏ đỏ đen đen này, nó không làm khó dễ ai hết, mà tự mình làm khó dễ cho chính mình. Rồi bây giờ câu này, Natthikanthasamma Dukkha, câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Alo alo, có bao trường âm? Sư Nhật Quỳnh, Sư Kim, nó có 5 trường âm. Âm là 5 trường âm nghe, chứ không phải 5 trường âm dài ha. Chắc à, chắc 5 luôn ha. Rồi bây giờ à, đạo hữu Bình Phương nói chắc à, bây giờ đếm ha, chắc cú đi ha. Nát là 1 ha, Khanh là 2 ha, Ma là 3 ha, Đúc là 4 ha, Kha là 5. Ô, chắc 5, chắc cú ha. Như vậy là có 5 trường âm trong câu số 3. Nhưng mà trong 5 trường âm này nó thuộc về bao nhiêu loại? Chứ không phải nói trường âm là trường âm, nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, Diệp Kim, Diệp Nhật Quỳnh nói nằm trong 2 loại trường âm. Bởi cái gì nó còn có, cũng có cái khâu của nó, cái gu của nó à, thì ở đây nó có 2, nằm trong 2 loại trường âm. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vô chi tiết để kiếm nó ở trong trường âm nào ha. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Alo, trường âm thông thường người nói 2, người nói 3, chứ Nhật Quỳnh nói 3 rồi hạ giá xuống 2. Trời ơi, sao kỳ vậy? À, tiền hậu bất nhất ha. À, có 2 trường âm thông thường. À, cho nên là tiền coi, đó là chữ Ma và chữ Kha. Ma và Kha là 2 trường âm thông thường ha. Rồi, có trường âm đọc theo giọng nguyên âm không? Tìm ra một loại rồi á. Bây giờ trường âm đọc theo giọng nguyên âm có trong câu số 3 không? À, có được 2 cái hộp dịch. 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm vẫn đưa hộp dịch lên làm gì? À, có nghĩa là không có không? Không có thì thôi. Vậy thì trường âm nhắm có được bao nhiêu trong câu số 3 này? Trường
bằng âm nhấn có được bao nhiêu? Thì quý vị trả lời, đó là sức kim, sức nhật quỳnh, nó có ba. Có phải vậy không? Thấy ở dưới Diêm Thu có hai người là tham gia. Đều ở Bình Phương rồi sao? Sức Phương này, sức kim thi lâm này rồi, sức Dung Nguyễn rồi này, chắc đủ hả? Sức Dung Nguyễn cũng tham gia, nó có ba ha. Chữ Ngầm Nhân đó chính là chữ Nát nè ha, chữ Khanh nè ha, rồi chữ Đúc nè ha, đó. Như vậy là ba chữ Ngầm Nhân như sĩ Kiêm nó là chắc cú ha, chắc cú. Cái câu này sao mấy dạy dài dài vậy? Vậy thì đến lại thấy coi có được bao nhiêu từ trong câu số 3 này. Câu này có được bao nhiêu? Nó là một cái thể thơ, có 8 từ. Chữ Nát là 1, chữ Thí là 2, chữ Canh là 3, chữ Tháng là 4, chữ Sáng là 5, chữ Ma là 6, chữ Đúc là 7 và chữ Cá là 8 từ. Trong 8 từ này, khi nãy quý vị nói rằng có 3 trường âm nhấn, đó là chữ Nát, chữ Canh và chữ Đúc. Rồi hai trường âm thông thường đó là chữ Ma và chữ Kha. Còn lại chữ Thí là 1 là 2, chữ Tha là 2 ha, chữ Xá là 3, đó là 3 trường âm phải không? Còn là 3 trường âm phải không? Xin Nhật Quỳnh mới chán này đó. Người nói 3, người nói không, chán thiệt. 3 trường âm. Rồi, như vậy thì bây giờ ôn lại cái câu số 3 này. Bây giờ coi như mời Sức Kim đi. Mời Sức Kim lên ôn lại câu số 3 này cho nó rõ ràng nha. Chứ không có con dài lê thê làm gì ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ. Con xin phân tích câu số 3 của Kinh Pháp Cú Công 202. Nát ki khăn tha sa ma duk kha. Nát ki khăn tha sa ma duk kha. Nát là trường âm nhắn, thí là đoạn âm, khăn là trường âm nhắn, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, không phải trường âm dài à nha. Đức là trường âm nhắn, kha là trường âm thông thường. Ở trong câu này nó chỉ có hai loại trường âm thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có hai chữ là chữ ma và chữ kha. Trường âm nhắn là chữ nát, chữ khăn và chữ đúc. Đoạn âm nó có ba là thí, thá, xá. Trong câu số 3 này nó giống câu số 1 và câu số 2 là nó đều có hai loại trường âm là trường âm thông thường và trường âm nhắn, và nó không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và cái giống thứ hai nữa là cả ba câu đều có 8 từ. Và con phân tích xong rồi, nếu có sai xin sửa sửa, con xin trả máy lại. Alo, 123123. Sĩ Dung Nguyễn, nghe Sĩ Kim phân tích vậy có đã hiểu không? Không hiểu luôn. Đó là đạo hữu Bình Phương á, phân tích cái kiểu đó nghe không hiểu luôn. Bỏ không hiểu mà bỏ chạy sao hiểu nổi. Xin phân tích lại luôn hả? Trời ơi, chuyện đâu à? Phân tích cái giống như Sĩ Kim không? Mà Sĩ Kim phân tích như vậy, Sĩ Dung Nguyễn có nắm bắt được không? Thôi bây giờ lên phân tích lại ha. Phân tích lại mà giống hai chi Sĩ Kim như vậy là bảo đảm là sai ha. Rồi bây giờ lên phân tích nha. Dạ con kính đảnh lễ ngài. Dạ con xin phân tích là con nhắc lại cái cô Kim đã phân tích đó. Con thấy đúng rồi cho nên con nhắc lại để con nhớ bài. Dạ con xin đọc cái câu số 3. Nát thí khăn thá xá ma đúc kha.
nát thí khăn đút đát phá xá ma đút thà nát thí khăn đá xá ma đút thà. Dạ, trong cái câu này thì nát là trường âm nhấn, khăn là trường âm nhấn và đút là trường âm nhấn. Hai trường âm thông thường đó là ma và kha. Đoạn âm là có thí, thá, xá. Như vậy trong câu này có hai, có ba trường âm nhấn: nát, khăn, đốt. Hai trường âm thông thường là ma, kha và còn lại là đoạn âm ạ. Thì con xin gửi mít lại cho ngài ạ. Như vậy là Sức Dung Nguyễn bất chước Sức Kiệm rồi ha. Sức Dung Nguyễn bất chước Sức Kiệm rồi phân tích như vậy là chính xác rồi đâu còn gì để mà nói xa thù hay hù cái mà bất chước đọc giống như Sức Kiệm là sai hay là đúng chứ đâu có sai nghĩa là ai nói gì kệ người ta, nhưng mà cái nhìn của đó thế rồi tự mình có sự nhận định đúng và sai ha. Rồi qua này đi, còn có cuối cùng Nati Santi Barang Sukhang, Nati Santi Barang Sukhang, Nati Santi Barang Sukhang. Câu cuối cùng là một câu mà quý vị thấy có bao nhiêu trọng đây, câu số 4, có bao nhiêu trường âm, câu số 4 là câu mà, chắc là câu số 3 nó có 3 trường âm ha, câu số 4 nó 4 trường âm ha, Sức Kiệm này. Sức Kiệm nói rằng có 4 trường âm ha, cái lễ để Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Rồi, như vậy câu số 4 này chỉ có một mình Sức Kiệm tham gia. Nó 4 trường âm, đó chính là chữ Náp là 1, chữ Xanh là 2, chữ Răng là 3, chữ Khăn là 4. Chính xác 4 trường âm. Trong 4 trường âm này, nó nằm vào mấy loại trường âm? Nó nằm trong mấy loại trường âm? Sư Kim nói có hai, nằm trong hai loại trường âm. Sư Dung Nguyễn cũng tham gia hai A nữa. Hai mà còn có chữ A phía sau nữa. Rồi, nằm trong hai loại trường âm. Vậy thì chúng ta đi vô chi tiết hai loại trường âm đó là hai loại trường âm nào? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Sức Dung Nguyễn, Sức Kiệm nó có hai. Có hai loại ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vô chi tiết là hai loại trường âm đó là hai loại trường âm nào? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì quý vị nói là có hai, đó là chữ Răng và chữ Khăn. Rồi chữ Răng và chữ Khăn là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi bây giờ chúng ta tìm loại trường âm thứ hai. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường đó chính là những cái hụt dịch to tướng. Trường âm thông thường không có, phải không? Sức Kiệm với lại Sức Quỳnh nói là không có trường âm thông thường. Cái này chắc phải tính lên Đức Pháp Trang để giải quyết mới được chứ. Nhiều khi thấy để đức Pháp Trang cũng đưa lên số 0 như vậy là Sức Đại Đức Pháp Trang bất chước Sức Kiệm rồi. Rồi bây giờ câu số 4 này tính Đại Đức Pháp Trang lên phân tích cho nó chắc ăn. Bây giờ vô trong rung này mà không mời lên nó khi dễ đâu được.
ở đây tham gia nha. Rồi câu số 4 sao đây nước người nó thi sành tới bao rằng su cần sao trường âm dài nó là chữ nào, trường âm ngắn nó là chữ nào. Rồi xin cung thỉnh để Đức Pháp Trang câu cuối cùng. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Và trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đầu tràng. Và xin chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và bây giờ con xin phân tích câu số 4. Và bây giờ Sít Nhật Quỳnh làm gung quá. Giờ con xin phân tích, không biết là có gì sai ngày chỉ để thôi chim với Sít Nhật Quỳnh cười với bác ngài. Giờ con xin phân tích là nát thi san tí pa rằng xuất thăng, chữ nát là trường âm nhấn, chữ thí là đoạn âm, chữ san là trường âm nhấn, chữ tí là đoạn âm, chữ phá là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xú là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì trong câu này thì có hai trường âm nhấn, có hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm thông thường thì không có, còn lại là 1 2, 3, 4, giờ có 4 đoạn âm. Và bây giờ chúng con đã phân tích xong rồi. Không biết có đúng không, để con kiểm tra lại rồi để thôi nó sai. Dạ. Bây giờ con đã phân tích xong rồi, chắc đúng rồi. Con thấy Sít Nhật Quỳnh đưa cành bông lên là con nghĩ chắc đúng rồi. Dạ, bây giờ con xin con đã phân tích xong, con xin giải mít lại cho ngài. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá. Alo, Sít Nhật Quỳnh cười, Sít Kim là sa thú, người cười người sa thú không hiểu sao đây. Thôi Sít Dung Nguyễn ơi, câu cuối cùng để Đức Pháp Trang nó cũng ngồi sát bên ở Bình Định với Nha Trang cũng gần đó, chắc là nghe rõ ha. Rồi khi mà để Đức Pháp Trang phân tích như vậy thì Sít Dung Nguyễn có hiểu được không? Câu số 4 này có thông chưa? Alo, xin chung mẹ, thấy câu số này khó hay dễ? Có giống như ba câu trên không? Rồi, bỏ chạy mất tiêu rồi. Rồi, như vậy thì câu số 4 là một cái câu mà chúng ta thấy không giống như ba câu trên. Tại sao không giống? Nhưng mà nó cũng giống ba câu trên. Lưỡi cung sơn là nhiều đường lắc léo ha, nó qua nó lại rồi cũng tới đôi xuôi ngược cũng chừng đó. Nhưng mà tại sao giống, tại sao không giống? Nát thi sành tí ba rằng suốt thần, tại có trường âm đặc thời giọng nguyên âm. Rồi Sít Kim cái tay làm gì vậy nè? Rồi đề tài đây tính cho ăn chè ha, ai ngờ bỏ tay xuống mất tiêu rồi. Nè ăn chè cho ngon đi ha. Đó rồi bây giờ trong cái câu số 4 này á, nó giống như mấy câu trên mà cũng khác mấy câu trên. Nó giống là hai loại trường âm mà nó khác á, là trong này có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha, không có trường âm thông thường. Không có trường âm thông thường. Và cái câu này thì quý vị thấy cũng giống như ba câu trên, cho nên là tám từ ha, cùng tám từ. Kế nát là một, cái xanh là hai ha, đó là hai trường âm nhấn.
là chữ răng là ba, chữ răng, chữ khăn là hai trường âm đọc theo giọng người ngầm. Thì hai trường âm nhấn, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì còn lại là bốn đoạn ngầm. Như vậy thì thấy dễ ha, và chúng ta thấy cũng dễ hiểu nha. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong thì chúng ta sẽ ôn lại cho nó liên lạc với nhau. Nati khan tasama dukkha nati santi parang sukham. Nati khan tasama dukkha nati santi parang dukkham asukham. Nati khan tasama dukkha nati santi parang sukham. Rồi như vậy thì chúng ta đã tìm ra trường âm đoạn âm hết rồi ha. Và giờ như vậy thì cũng không có khó cho chúng ta trong cái giọng đọc. Bây giờ xin ôn lại từ trên xuống dưới nha. Chúng ta đọc trước ba lần. Nati ra gat mu akki nati do sat a do sat mu kali nati kan dasa ma dukkha nati santi barang sukhang. Nati ra gat mu akki nati do sat a mu kali nati kan dasa ma dukkha nati santi barang sukhang. Nati ga ra ga sa mô ác vi na ti đô sa sa mô ca li na ti khan tha sa ma đúc ca na ti san ti bạ rắn su khan. Nói vậy mà không dễ đọc đâu nha. Quý vị thấy cuối câu, câu nhất, câu nhì nó là những đoạn âm. Rồi khi mà nối qua câu số 2, nối qua câu số 3, chúng ta thấy từ cái đoạn âm này chuyển qua trường âm bên kia. Cho nên nếu mà quý vị đọc từng câu là thất bại. Đọc từng câu là thất bại. Cho nên phải đọc cho có cái giọng liền lạc với nhau. Nati ra ga sa mô ác ki nati đô sa sa mô ca li nati san tha sa ma đúc ca nati san ti ba răng su khăn. Nghe khó quá, để Đức Pháp Tràng bỏ chạy liền ha. Lỡ nào sánh lỡ tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tình lạc. Rồi để Đức Pháp Tràng thấy đọc liếu lưỡi bỏ chạy mất tiêu. Rồi xin kem đưa tay xa thủ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Tràng, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh cú câu 202. Ôi trời ơi, sao không thấy ai nghe gì chừng. Sư có nghe con rõ không sư? Con không thấy ai trả lời hết. Dạ con cảm ơn dạy sư nhà đó là được rồi. Dạ con Nhật Quỳnh đó. Dạ con đọc rồi. Nakira gasomo apkinakki do sasomo kalinakki khang thama dukkha nakki sang tiparang sukhang. Nakira gasomo apkinakki do sasomo kalinakki khang thama dukkha nakki sang tiparang sukhang. Nakira gasomo apkinakki do sasomo kalinakki khang thama dukkha nakti sang tiparang sukhang. Nakti ra gasamo akki nakti do sasamo kali nakti khang tasama dukkha nakti sang tiparang sukhang. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, xin sư sửa. Con xin trả máy lại cho người khác ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang. Hình như hôm nay sư vào rung không được nên sư đổi nít phải không bạch sư? Dạ, Đại Đức Pháp Quang có nghe được âm thanh con không? Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, hình như bữa nay sư vào rung không được phải không sư? Con thấy cái nít của sư đổi. Dạ, phải sư vào rung khó lắm không? Tại hôm nay có nhiều vị Phật tử nói là vào rung rất là khó. Dạ, tới bây giờ cũng có người chưa vào được luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, kính mời đạo tràng. Dung Nguyễn ơi, có trả bài được chưa Dung Nguyễn? Hữu Nguyễn Quy Nhân. Dạ, quý vị có trả bài được chưa thì đưa bàn tay lên. Dạ, bây giờ Đại Đức Pháp Quang có cầm mic được không bạch sư? Nếu sư có cầm mic được, sư có thể đọc bài pháp cú này thì con kính dâng mic đến sư. Sư cho con một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Đại Đức Pháp Quang có cầm mic được không? Có thể giờ này sư có cầm được không hay con cũng sư cho con một tín hiệu để con dâng mic đến sư ạ. Để sư đọc bài pháp cú kinh 202 ạ. Đến lúc có lúc thì sư nói là sư tới giờ sư đi. Dạ, bây giờ con không thấy tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang trở lại đạo tràng. Dạ, Ngài Trí Đức nói nghe sư nghe đọc lẹo lưỡi nên sư chạy rồi. Vậy bây giờ sư vào con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu để con dâng mic đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Đại Đức Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Bây giờ giờ bài nó chạy mất tiêu, giờ Chức Như Quỳnh chưa đọc. Không biết cái đường mạng hình như là nó vừa rớt, không biết chắc nó có vấn đề. Và bây giờ con xin được phép đọc câu pháp cú 202. Nathira rasamo akinathido sasamo kalinathikhan thasamma dukkha nathisanti parang sukhang Nathira rasamo akinathido sasamo kalinathikhan thasamma dukkha nathisanti parang sukhang Nathira rasamo akinathido sasamo kalinathikhan thasamma dukkha nathisanti parang sukhang Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Dạ, bây giờ chúng con đã đọc xong rồi. Dạ, bây giờ còn bản dịch của Ngài Hòa Thượng Dưới Đức nè, bây giờ xin đọc thêm lần nữa. Nathira rasamo akinathido sasamo kalinathikhan thasamma dukkha nathisanti parang sukhang Lửa nào sánh lửa tham, ác nào sánh nội ác sân hiềm thù, khổ bằng khổ vững, có như lạc nào nổi được vô dư niết bàn. Giờ bà Ly sao đọc chạy mà sao việc đọc không chạy nha. Dạ, bây giờ xin mời quý vị giơ bàn tay lên để đọc câu pháp cú số 202. Phú Biển ngồi cười không ơi, giờ Phú Biển lên đọc đi. Dạ, bây giờ giờ không thấy bàn tay nào của vị nào hết rồi, thôi buông mít rồi, chắc Chích Dục Quỳnh chụp mít. Dạ, bây giờ thấy Phú Biển giơ bàn tay, mời Phú Biển nằm một bức thai vậy. Con
Phụ Pháp Trang kính thanh lễ Đại Đức Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Chào cô Nhật Quỳnh, cô Kim. Dạ, con xin trả bài. Câu Pháp Cú số 202. Nát thi ra gá sa mô ắc ghi nát thi đồ sa sa mô ca li nát thi khan tha sa ma đúc khà nát thi sàn tí ba rằng su khăn nát thi ra gá sa mô ắc ghi nát thi đồ sa sa mô ca li nát thi khan tha sa ma đúc khà nát thi sàn tí ba rằng su khăn nát thi ra gá sa mô ắc ghi nát thi đồ sa sa mô ca li nát thi khan tha sa ma đúc khà nát thi sàn tí ba rằng su khăn nát ra gá sa mô ắc ghi nát thi đồ sa sa mô ca li nát thi khan tha sa ma đúc khà nát thi sàn tí ba rằng su khăn. Còn thấy ngài tặng băng mừng quá. Nào lửa tham ác nào bằng sân hận khổ nào sánh khổ uẩn lạc nào bằng tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi hiện có như, lạc nào đổi được vô dư. Niết bàn. Hòa Thượng bài xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang. Dạ, cảm ơn Phổ Biển Nguyên Nhân. Dạ, niệm từ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? À, mới vào có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không niệm từ? Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, nghe phải không? Bây giờ chắc Nhật Quỳnh mà mời niệm từ lên thì niệm từ sẽ bối rối. Để Nhật Quỳnh bốt bài lên để niệm từ nhẩm nhẩm trước đi ha. Dạ, nhẩm nhẩm trước đi rồi Nhật Quỳnh đọc xong rồi mời bằng tay niệm từ. Cũng như Dung Nguyễn, không biết Dung Nguyễn bận cái gì rồi, chạy mất tiêu rồi. Dạ, con xin được... chưa, Dung Nguyễn chưa trả bài câu số 4 ngày mà lên mà Dung Nguyễn đi đâu mất tiêu rồi. Nãy giờ thì tham gia cũng tốt lắm Nguyên Nhân. Dạ, con xin trả bài 202. Nát thi ra gá sa mô ác ghi nát thi đờ sa sa mô ca li nát thi khăn tha sa mạ đục khà nát thi sàn ti ba rằng su khăn nát thi ra gá sa mô ác ghi nát thi đờ sa sa mô ca li nát thi khăn tha sa mạ đục khà nát thi sàn ti ba rằng su khăn nát thi ra gá sa mô ác ghi nát thi đờ sa sa mô ca li nát thi khăn tha sa mạ đục khà nát thi sàn ti ba rằng su khăn nát thi ra gá sa mô ác ghi nát thi đờ sa sa mô ca li nát thi khăn tha sa mạ đục khà nát thi sàn ti ba rằng su khăn. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ, lạc nào bằng tịnh lạc. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng ngũ uẩn có như, lạc nào đổi được vô dư niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức.
À, đúng rồi. À, Ngài Dung Nguyễn có thấy cái lời chát của Phố Biển Quy Nhân không? Nếu Dung Nguyễn thấy thì đưa bàn tay xinh đẹp lên đi. Đã bài xong rồi đặng đi khai giảng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Dung Nguyễn có nghe không? Dạ, cảm ơn Phạm Vượng rất nhiều. Dạ, nếu mà Dung Nguyễn chắc là bận sửa soạn đi rồi. Ô, thì Hà Thủ rồi, mời Dung Nguyễn nghe. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đại Đức Tăng có mặt trong đạo tràng ạ. À, con kính chào các cô. À, con thôi, con cũng cố gắng con trả bài xong rồi con đi làm. Bữa nay con đi sớm một chút. À, con kể được không cô? À, Na thi ra sa mô a thi Na thi đô sa sa mô li ca Na thi khăn tha sa ma ru ca Ma thi sa thi pa răng su ca Na thi ra ga sa mô a ghi Na thi đô sa sa mô ca li Na thi Na thi khăn ta sa ma ru ca Na thi sa thi ba răng ru thi su ca Na thi ga ra sa mô ra ri Na thi đô sa sa mô ca li Na thi khăn ta sa ma ru ca Thì xa tí ba răng sút ra Lửa nào sánh lửa than Ác nào bằng sân hận Khổ nào sánh khổ ổn Lạc nào bằng tịnh lạc Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dạ Lửa nào sánh nổi lửa than Ác nào sánh nổi ác tân hiềm thù Khổ nào ngủ có như Lạc nào đối được vô dư niết bàn và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức à, dạ con đọc và cái sự nó cũng có sự bối rối cho nên là con đọc và con cũng có sai sót à, con xin kính xin ngài là Yeah. Con xin đảnh lễ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ. Cảm ơn sếp Nhật Bình và sếp biết rõ niềm từ mà mới vô lên đọc là rung là đọc xài hết rồi và cảm ơn sếp nhiều sếp biết ra và con xin trả bài câu pháp cú số 202 Natira Gasamo Akinatido Sasamo Kalinat thi khằng tha sa ma đức khà nát thi sằng ti ba rằng su khằng nát thi là ga sa mồ ác ghi nát thi đồ sa sa mồ ca li nát thi khằng tha sa ma đức khà nát thi sằng ti ba rằng su khằng nát thi là ga sa mồ ác ghi nát thi đồ sa sa mồ ca li nát thi khằng tha sa ma đức khà nát thi sằng ti ba rằng su khằng và con xin đọc chư vị của hòa thượng Thích Minh Châu lửa nào sánh lửa tham ác nào bằng sân hận khổ nào sánh khổ uổng lạc nào bằng tịnh lạc đó là bản phổ tiếng Việt của hòa thượng Thích Minh Châu không biết đọc và cảm ơn sư Nhật Bình
Natira gasamo akinatido sasamo kalinatikan thasama dukkha nat ti sang ti ba rang sukhan. Dạ con đọc lại một lần nữa, chưa có thấy ai đưa tay lên hết. Natira gasamo akinatido sasamo kalinatikan thasama dukkha natthi sang nibbaran sukham. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của hòa thượng Như Đức. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng ngũ uẩn có như, lạc nào đổi được vô dư niết bàn. Dạ con đã đọc xong, con có đọc sai xin ngài sửa lại dùm con. Dạ Đình Từ đã đọc xong, Đình Từ cảm ơn Sếp Nhật Quỳnh đã post bài lên. Dạ, cảm ơn Sếp Phạm Vương. Dạ, bây giờ Minh Từ xin trao mic lại cho đạo tràng. Dạ, Minh Từ không có thấy ai. Dạ, Minh Từ mời Sếp Phạm Vương lên đọc bài nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Sức Niệm Từ. Dạ cảm ơn Phạm Vượng. Dạ Phạm Vượng rất là đáng thương. Dạ ngồi học không có yên nên là không có trả bài được. Nên Niệm Từ mời Phạm Vượng ngồi im. Dạ Nam Mô Tha giá. Dạ con thấy trong đầu tràng, không biết Thi Lâm ơi, Thi Lâm có cầm mic được không? Vinh Minh Tâm có cầm mic được không? Dạ nhà Thi Lâm với Vinh Minh Tâm có cầm mic hay không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, chắc là Thi Lâm thì đang ở chỗ làm. Còn Vinh Minh Tâm chắc cũng là vậy rồi. Dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng. Dạ, ngài có nghe âm thanh con không ạ? Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Sa thú tổ Phật ngôn 202. Quý vị thấy rất là dễ, chứ không có khó. Khi quý vị nắm được cái nguyên tắc và không dừng lại cuối câu thì đó là một điều thành công. Trường âm, đoạn âm, và quý vị dừng lại nơi trường âm, đó là một điều thành công. Khi mà chúng ta đọc theo dụng kinh, còn qua dụng kẻ thì chúng ta chia làm hai ha, một câu 8 từ thì chia 4 và đọc một lần 2 câu. Thì như vậy nó âm điệu nó sẽ nhịp nhàng hơn. Về dòng kinh cũng vậy, dòng kinh thì chúng ta đọc 2 câu nhưng mà nó khổ cái câu số 2 cuối câu là đoạn âm, cho nên chúng ta phải đọc dài. Vừa qua chữ nát chúng ta mới dừng lại được, chứ không phải dừng lại chỗ ca lý ha. Chúng ta sẽ đọc lại. Nát thì là cái sắc mồ hắc kia, nát thì đồ sắc sắc mồ ca lý, nát thì thần thất sắc mà đúc cà, nát thì sần thì ba rằng su khẳng. Nát thì là cái sắc mồ hắc kia, nát thì nát thì đồ sắc sắc mồ ca lý, nát thì thần thất sắc mà đúc cà, nát thì sần thì ba rằng su khẳng. Đó là dụng kinh ha. Còn bây giờ dụng kệ chúng ta chia làm hai. Nanti raga sa mo akini, nanti dosa sa mo kali, nanti kanta sa maduk sa, nanti santi barang sukang,
Natiraga samu akvi nantidosa samu kali Natikantha samadungka nantisanti barang sukam Natiraga samu angvi nantidosa samu kali Natikantha samadungta nantisanti barang sukam Lỡ nào sanh lỡ tham, ác nào bằng sân hận, cố nào sanh cố uống, lạc nào bằng tỉnh lạc. Rồi bây giờ xin mời quý vị, chúng ta trong cái giọng trẻ tương đối dễ đọc hơn là giọng kinh ha. Chúng ta phải biết để rồi khi đi sinh hoạt chỗ này chỗ kia tùy nghi chúng ta sử dụng, khi thì đọc bằng giọng trẻ, khi đọc bằng giọng kinh. Rồi bây giờ sư Trần Đạo hôm nay đi học trẻ ha. Rồi xin mời bàn tay của quý vị, chúng ta bây giờ lên kệ ha. Hồi nãy đọc giọng kinh hay quá rồi, bây giờ qua giọng kệ. Rồi ai là người đưa ta trước, xin mời. Dạ con, hôm nay con mới nghe ngài kể, con kể theo cho kể thử xem được rồi nha. Mà lỡ con kể không được xin đừng cừ con nha. Con kính linh lễ ngài Trí Đức, con kính linh lễ Chư Tôn Đức Tăng Trần Đạo Tràng, và con kính chào quý cô, kính lễ quý cô quý tôn nữ Trần Đạo Tràng. Con kính đọc xong quên một từ vào. Nam thì hàng con má con nghe ngày kể cũng kể theo nên là con lên cũng kể cho để con quên. Nam thì ra ga sa mô ăn gì, nam thì đồ xa sa mô ca lì, nam thì khan tha sa mà đúc khà, nam thì san tí ba rằng su khăn. Nam thì ra ga sa mô ăn gì, nam thi đô sa sa mô ca lì, nam thi khan tha sa ma đúc khà, nam thi san ti ba rằng su khăn. Nam thi ra ga sa mô ăn ghi, nam thi đô sa sa mô ca lì, nam thi khan tha sa ma đúng khà, nam thi san ti ba rằng su khăn. Nam thi ra ga sa mô ăn ghi, nam thi đô sa sa mô ca lì, nam thi khan tha sa ma đúng khà, nam thi san ti bằng lửa nào sánh bằng lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Dạ kệ sánh khổ bằng ngũ uẩn có như, lạc nào đối được vô dư niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho cô Như Quỳnh. Dạ
Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thâm Mà Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, con kính lãnh lễ cùng tổ trí đức đại đức Pháp Thanh cùng chư tôn đức tăng kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Phạm Dượng, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Nạt thi ra ga sa mô át ghi Nạt thi đô sa sa mô ca li Nạt thi căng tha sa ma đúc khá Nạt thi sang ti bà răng su khăn Nạt thi ra ga sa mô át ghi Nạt thi đô sa sa mô ca li Nạt thi khang tha sa ma đúc khá Nạt thi sang ti bà răng su khăn Lửa nào sánh lửa tham Ác nào bằng sân hận Khổ nào sánh khổ quẩn Lạc nào bằng tịnh lạc Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Nạt thi ra ga sa mô át ghi Nạt thi đô sa sa mô khá li Nạt thi khang tha sa ma đúc khá Nạt thi sang ti bà răng su khăn Lửa nào sánh nổi lửa tham Ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù Khổ bằng ngũ quẩn có như Lạc nào đổi được vô dư niết bàn Đó là bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Dạ, con đã kể xong Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ à. Nam mô Bụt Tha Giá và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và sa thủ cấm ơn xích trần đạo vừa vào đặt trại liền và cảm ơn xích phạm vượng xích trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và con có cái bệnh hãy ngài kể xong thì con kể được theo ngài được nhưng mà lúc khác thì con lại không có kể được tức là con không có lấy cái giọng từ thấp lên cao Rồi từ cao xuống thấp mà con lại lấy cái giọng từ thấp lên từ cao lên thấp không à dạ nhưng mà biết vậy nhưng mà con chưa có được nên con vẫn kệ tại vì chẳng qua con rất rất yêu mến cái tiếng Bali nên con ai sao con cũng làm vậy thôi biết rằng giọng kệ mình không hay nhưng mà cái tâm là rất quý kệ Bali nên là cứ kệ và nên lúc nãy nghe Phúc Biển nói là cười Nhật Quỳnh cười trước nghe Phúc Biển đi chứ không phải đợi Phúc Biển kệ rồi cười vậy là khỏi mất công ha không còn thấy giọng ngang ngang đâu mà dạ Nam mô Bụt Tha dạ dạ con xin kệ ạ Nạt thi ra ga sa mô át ghi Nạt thi đô sa sa mô ca li Nạt thi khanh tha sa ma đúc kha Nạt thi sanh ti bà rắn su khăn Nạt thi ra ga ra mô át ghi Nạt thi đô sa sa mô ca li Nạt thi khanh tha sa ma đúc kha Nạt thi sanh ti bà rắn su khăn lửa nào sánh lửa tham ác nào bằng sân hận khổ nào sánh khổ ẩn lạc nào bằng tịnh lạc và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu là thi ra ga sa mô a ki na thi đô sa sa mô ca li na thi khanh tha sa ma đúc kha na thi san ti bà rắn su khăn na thi ra ga sa mô a
ki na thi đô sa sa mô ca li na thi hanh tha sa ma đục kha na thi san ti bà răng su khăn. Lửa nào sanh nổi lửa tham, ác nào sanh nổi ác sân hiểm thù, khổ bằng ngũ quẩn có như, đạt nào đổi được vô dư niết bàn. Dạ, đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, niệm từ trở lại mái chưa? Xích niệm từ ơi, cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Phạm Vượng hôm đó Nhật Bình nghe Phạm Vượng kể cũng hay lắm đó ngang, mà tại Phạm Vượng không chịu cầm mic thôi. Ngài cứ nói đọc cũng được, kể cũng được mà. Dạ, chứ đọc cái thì còn sợ sai, còn kể đâu có sợ sai đâu. Mà bữa hôm trước Nhật Bình nghe Phạm Vượng kể được. Đúng rồi, kể đi, mời mời Phạm Vượng nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ, kính chào quý vị trong đạo tràng ạ. Dạ, xin can đảm kể chút xíu ạ, nghe mấy chị kể hay quá. Dạ, xin cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã phát bài. Nathi gara samo afgi Nathi dosa samo kali Nathi khang da sama dukkha Nathi santi param sukham Nathi raga samo afgi Nathi dosa samo kali Nathi khang da ha Sama dukkha Nathi santi param sukham Nathi raga samo agi Nathi dosa samo kali Nathi khadang khanda sama dukkha Nathi sati param sukham. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ ẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Dạ, thưa bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng ngũ ẩn có như, lạc nào đổi được vô dư niết bàn. Dạ, con xin xung mích ạ. Xà thủ kính cảm ơn Thích Phạm Vượng, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh đưa biết được tín hiệu. Và Xích niệm từ, Xích Trần Đạo thì đã kể rồi, mà Xích niệm từ đâu rồi? Và Xích Trần Đạo với Phố Biển Quy Nhơn nghe Phạm Vượng kể có hay không? Vậy mà không chịu cầm mic lên kể phải không Phố Biển Quy Nhơn? Xích Trần Đạo can đảm lên, hay vậy mà cứ sợ hoài à, cầm mít kệ đi rồi mai mốt sẽ hay hơn ai hết luôn đó. Đừng có nói đâu, nhất là hay hơn Nhật Quỳnh phải không Phố Biển? Bảo đảm luôn nha, bảo đảm hay hơn Nhật Quỳnh luôn. Còn Phố Biển cũng vậy, kệ thì cứ cái, tại mình thấy mình dở rồi cứ rung hoài không kệ, không sao hết. Rồi mời Quỳnh Minh Tâm. À, ta đã nói là thôi kệ, thôi kệ là coi như mình nghỉ kệ đó. Bây giờ chuyển qua đọc giọng kinh nha. Dạ, đợi vì nói là thôi kệ hoài kỳ quá mình. Dạ, con xin phép được đọc giọng kinh nè, câu pháp cú 202. Nathira gasamo aginathido sasamo kalinath thi khan thao sa ma dukkha nát thi san ti ba rằng su khan
Nát thi gà, nát thi ra, sẽ đọc chỗ này ga hoài. Nát thi ra ga sa mô ác ghi nát thi đồ sa sa mô kali nát thi khàn tha sa mà đúc khà nát thi sàn thi bạ rằng su khăn. Nát thi ra ga sa mô ác ghi nát thi đồ sa sa mô ca li nát thi khàn tha sa mà đúc khà nát thi sàn thi bạ rằng su khăn. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Hòa thượng Thích Minh châu dịch: lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng ngũ uẩn có như, lạc vào đổi được vô dư niết bàn. Hòa thượng Di Đức dịch: à, câu này hay quá, con đọc lần. Nát thi ra ga sa mô ác ghi nát thi đồ sa sa mô ca li nát thi khàn tha sa mà đúc khà nát thi sàn thi ra rằng thi ba rằng su khăn. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Lửa nào sánh nổi lửa tham, ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù, khổ bằng ngũ uẩn có như, lạc vào đổi được vô dư niết bàn. Hòa thượng Giới Đức dịch: à, câu này rất là hay. Dạ, con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Pháp Trang ạ. Dạ, quý sư ăn sáng chưa, thỉnh sư lên đọc ạ. Dạ, con xin lên xuống ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Huynh Minh Tâm. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang đọc lâu lắm rồi, Huynh Minh Tâm ơi. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Chỉ Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, con cung thỉnh Ngài ạ. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thà, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. À, rất là hoan hỷ hôm nay phát hiện được hai giọng đọc, một giọng đọc của Sư Cô Biển, một giọng đọc của Sư Phạm Vượng. À, quý vị có giọng kể hay quá à, vậy mà cái dấu nghề ha, hôm nay mới được nghe. Rồi bây giờ ôn lại rồi chúng ta đi vào trong duyên sự, rồi lấy câu Phật ngôn này làm đề tài sinh hoạt trong ngày hôm nay. Natthira gassammo akkinatthido sammo kalinatthikantha samma dukkha natthisanti parang sukhang. Natthira gassammo akkinatthido sammo kalinatthikantha samma dukkha natthisanti parang sukhang. À, bây giờ qua cái giọng kệ thì chúng ta thấy câu này dễ kệ hơn là đọc theo giọng kinh ha. À, bởi vì thấy ngó vậy á, đọc giọng kinh khó hơn là đọc giọng kệ. À, bây giờ giọng kệ như Sư Cô Biển à, cũng nắm bắt được cái mẹo luật của cái giọng kệ tên là 44 ha. Natthiraga sammoakki natthido sa sammokali natthikantha samadukkha natthisanti parang sukham. Natthiraga sammoakki natthido sa sammokali
Na thi khan tha sa ma dung kha nan thi san ti ba răng su khăn. Nửa nào sanh được tham, ác nào bằng sân hận. Khổ nào sanh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, Chetavana. Và Đức Phật lại đề cập đến một cô thiếu nữ con nhà gia giáo. Cha mẹ của cô thiếu nữ này đã nhận lễ cầu hôn của nhà trai và đã thỉnh Đức Phật đến thọ bát vào trong ngày con gái đi lấy chồng. Đức Phật cùng với tăng chúng tùy tùng ngự đến và an tọa vào chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Cô dâu thì đi qua đi lại lo phục dịch cho chư tăng, nhất là lọc nước để dâng đến chư tăng. Chàng rể thì cứ đứng nhìn cô dâu. Chàng nhìn cô dâu với cái tâm tham ái, phiền não dục khởi lên trong tâm của chàng thanh niên này. Và bị cái sự si mê thán phục, chàng ta không lo phục dịch Đức Phật cùng với 80 vị đại đệ tử trưởng lão, mà chàng ta đưa tay ra định ôm lấy cô dâu. Đức Phật nhìn thấy tư tưởng của chàng ta, khiến cho chàng ta không còn trông thấy cô dâu nữa, tức là dùng thần thông che khuất không cho thấy cô dâu. Và thế là chàng ta đứng yên nhìn Đức Phật. Khi mà đứng nhìn Đức Phật như vậy thì Đức Phật mới hướng tâm và nói với chàng ta rằng: Này Cận Sư Nam, không có lửa nào sánh bằng lửa tham ái, không có ác nào sánh bằng cái ác của sân hận, không có khổ nào bằng cái khổ để giữ gìn cái ngũ uẩn này, và không có sự an vui nào bằng sự an vui của Niết Bàn. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 202 này: Na thi ra ga sa mô ak ki na thi đồ sa sa mô ka li na thi khan tha sa ma lúc ka na thi san thi ba lăng su khan. Nửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này thì cô dâu chú rể chứng đắc quả vị Tu Đà Phật. Ngay lúc đó Đức Phật đã thu hồi Phật lực và hai người đã thấy mặt với nhau. Cái sự này chúng ta thấy rằng ngày lễ Vu Quy thỉnh Phật Đà, nàng dâu chẳng bận tiếp thông gia, hộ tăng sợ trễ phần cơm nước, chàng rể mong chờ kiểu đúc hoa, nữ ái nung lòng trai khó nhịn, âm từ mắt dạ khổ mau qua, mắt mờ lại sáng vì sơ quả, người đẹp còn đấy há cách xa. Câu Phật ngôn 202. Chúng ta đã trình bày duyên sự sau. Và trong duyên sự này chúng ta thấy rằng thời kỳ Đức Phật hôn lễ, tức là đám cưới, được tổ chức tại nhà và thỉnh Đức Phật tới để chứng minh, để bác cung dường nhân ngày lễ cưới. Và hiện giờ thì chúng ta thấy trong những cái đám cưới cũng được tổ chức tại chùa, tức là cái nguồn gốc đã có từ thời của Đức Phật, chứ không phải là chùa quan hỷ gì vui cái gì mà tổ chức đám cưới. Thì cái đám cưới hồi xưa, tức là con nhà Phật tử thì khi mà đưa con gái về nhà chồng thì cũng để cho đứa con gái mình tạo phước duyên, tạo hình trang, tạo tư lương để trước khi đi về bên nhà chồng mà có sẵn một chút vốn. Trong khi để bác cúng dường như vậy thì cái tâm trạng của chàng rể nôn nóng, muốn
rất dậu sớm à, cho nên cái nhìn cô dâu đi qua đi lại phục vụ chư tăng mà anh chàng ta cảm thấy rằng cái tâm tha mái nó khởi lên và có những hành động coi như hơi thô tháo. Chính vì vậy Đức Phật Ngài đã dùng Phật lực à, không cho thấy cô dâu nữa. Và chính vì không thấy cô dâu cho nên chàng rể này á, chàng trai này mới nhìn về Đức Phật. Khi nhìn về Đức Phật thì Đức Phật mới hiểu cái tâm trạng của chàng ta và đọc lên cái câu Phật ngôn này. À, khi đọc lên câu Phật ngôn này á, à, do cái lửa tham này, do cái sự sân hận này, rồi do cái khổ của ngũ uẩn này, à, thì trong những cái sự khổ đau đó chỉ có Niết Bàn là nơi tịnh lạc. À, và Đức Phật khi đã nói đến câu Phật ngôn này thì cô dâu chú rể hiểu cái ý của câu Phật ngôn này và chứng đắc thánh quả. Rồi bây giờ chúng ta còn 10 phút nữa à, để sinh hoạt với câu Phật ngôn này. Xin mời bàn tay của quý vị. Alo, còn 10 phút nữa nha. Dạ, con xin kính chào sư trước sư Pháp Trang và các cô tu nữ hữu y Phật tử. Dạ, con thấy sư lúc này không có khỏe đó. Ở bên chỗ sư ở bây giờ nó nóng quá, sư cũng ráng lên, con sử dụng xa thú. Cảm ơn sư đây. Sư đã cố gắng để mà lên một tuần ba ngày để giảng kinh pháp cú cho chúng con. Con xin mời sư dùng nước để cho khỏe. Con 10 phút để con nói chia sẻ những ý nghĩ của con hiểu biết về câu pháp cú 202 này. Trước hết con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo đã cho tín hiệu nghe rõ và con đọc lại cái câu này. Nakira gasamo akki nakido sasamo kali nakti khang tharama dukha nakti sang ti pha rằng sukhang. Có nghĩa là lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Cái câu này rất là thâm thí, nó bao gồm cả những vô thường khổ vô ngã và cái khổ ngũ uẩn. Do nếu mà phải dùng nhiều pháp để triển khai cái câu này rất là dài, rất lâu, nhưng mà chỉ còn có 10 phút thôi, con chỉ nói tóm tắt đại khái này thôi. Thì như là sư đã trình bày cái duyên sự, ngay cả trong đám cưới cô dâu và chú rể thì chỉ trong ngày đó thôi, sau khi tiệc thì cái người cô dâu đó sẽ thuộc về chú rể, đâu có đi xa xôi đâu, là của mình rồi. Mà cái dục, cái tham ái dục vọng của chú rể này nhìn cô dâu mà cũng lên luôn trời đất luôn, không biết đây là một buổi tiệc, là một buổi tiệc lớn danh dự của mình, mà trong khi đó có cả Đức Phật và các vị A-la-hán tỳ kheo giữ đám cưới mình. Thì quý vị thấy rằng cái lửa dục nó rất là dễ sợ. Bởi Đức Phật mới nói chứ không lửa nào sánh bằng lửa tham. Chính cái sự tham ái này mà dẫn dắt chúng ta đi luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác. Cái lửa tham này chính là cái tập đế đó quý vị. Khi mà Phật mà giảng kinh chuyển pháp luân ở rừng Ngai đó, thì Đức Phật đã dùng tứ diệu đế nói đến giáo lý của Đức Phật là phải nói đến cái tứ đế, là tứ diệu đế, gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì nếu mà không có tứ đế thì không phải là Phật giáo. Muốn hiểu thâm sâu vô bốn cái đế này, chúng ta phải học về diệu pháp để phân tích từng chi tiết trong nhỏ đó. Thì cái nguyên nhân để gây ra cái sự luân hồi này chính là sự tham ái, tính là tập đế. Mà cái khổ đế chính là cái sự sân hận. Vì cái lòng tham mà chúng ta muốn chính vì muốn, tức là cái thủ, từ cái thủ chúng ra là cái hủ. Cái hủ thì nó có sanh nghiệp và sanh nghiệp và hữu nghiệp, thì nó mới luân hồi theo trong cái 12 nhân duyên đó. Nó không bao giờ nó rời ra được. Chúng ta bị lăn lộn trong cái vòng tròn đó. Muốn thoát ra khỏi cái vòng tròn này chỉ có một cách. Một là nhảy ra khỏi cái vòng tròn đó. Hai là cắt
đứt cái dây đó đi. Muốn cắt đứt cái chuyện đó không phải dễ. Chúng ta phải tu tập rất nhiều, phải từ bỏ. Nói đến thì nếu mà trong chú giải thì nói chúng ta phải diệt trừ các cái kiết sử, tức là phải vô cái dòng thánh, tức là đắc các diệt trừ cái năm cái kiết sử, hạ phần kiết sử, rồi diệt trừ năm cái thượng phần kiết sử để đắc vị A-la-hán, rồi chúng ta mới vô được cái an lạc của cảnh giới Niết Bàn, là không còn trở lại tam giới này. Nhưng có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu là phải đắc cái này đắc cái kia. Thật ra quý vị hiểu vậy là sai. Tu là phải xả bỏ, phải cắt bỏ, phải dục bỏ cái nhiều cái tham ái sân hận trong con người của mình, quá giống như cục đá đè, chúng ta không đi đâu được hết. Chúng ta tu là để bỏ, nhất là bỏ cái thân kiến. Cái thân kiến rất là khó. Nhiều người nói vô tu đạo hoàng, đạo hoàng thấp vô tứ thánh đạo là A-la-hán thì mới khó. Không phải đâu, thân kiến mới là khó nhất đó. Quý vị cắt được cái thân kiến, quý vị vô cái dòng thánh rồi. Tức là quý vị đã ngã bỏ, cắt bỏ đi cái tự ngã của mình. Cái này là của tôi, cái này thuộc về tôi, cái này là ta, cái này thuộc dòng họ ta, chúng mà ta không là chắc là đi luân hồi, không bao giờ ra được. Chính vì cái ông, cái sự, tại sao chúng ta có cái ta? Chúng ta muốn thỏa mãn cái sự ước muốn, cái sự dính mắc của ta về những gì mà chúng ta thấy trong cái cảnh sắc, năm cái cắt sắc mà muốn ta muốn thấy năm cái sắc đó là do cái năm căn của chúng ta: mắt, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân, sắc. Chúng ta cứ bị vô trong đó, là cứ dính mắc vô trong đó thì không bao giờ nhảy ra được hết. Từ những khi chúng ta phải biết hiểu thế nào là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì cái khổ đế là những cái gì mà hiện hữu trong thế gian này mà chúng ta thấy thường gặp hàng ngày, cũng như là từ kiếp này qua kiếp trước. Nói tới xa quá, nói trong kiếp này chúng ta nghe những lời tha thiết, chúng ta nghe những lời gắt bó mắng chửi, chúng ta thấy những cảnh mà ham muốn, chúng ta thấy những cảnh bất tịnh, xấu xa, đê tiện, chúng ta ngửi những mùi không thích, đó là khổ đế. Khổ đế là cái quả khổ đế, chứ chúng ta không thấy được cái nhân của nó đâu. Cái nhân của nó chính là tập đế đó. Mà tập đế chính là cái lòng tham, cái lòng muốn, lòng dính mắc. Chính lòng muốn tham dính mắc chúng ta giữ thủ trong đó mà chúng ta phải sinh tử luân hồi, không bao giờ dứt hết. Muốn đi vô cái vô trong cái an lạc tịnh lạc, chúng ta phải cắt bỏ cái lửa tham ái này, cái lửa sân hận này. Khổ quẩn thì như sư đã nói rồi, chúng ta đã biết có năm quẩn đó: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thân xác của chúng ta nếu mà không được khỏe mạnh thì nó cũng đâu có tốt đâu. Lúc mà chúng ta sanh ra đời mà chúng ta được toàn vẹn thân xác, được mạnh khỏe là một điều rất là may mắn. Nhưng mà chưa chắc gì may mắn, cái thời gian đó là vô thường. Khi chúng ta già yếu rồi, lúc còn trẻ thì mạnh khỏe, nhưng lúc tới già thì nó phải đủ thứ bệnh đó, thì chúng ta mới biết là không khổ nào bằng khổ thủ quẩn. Thân xác thì đã rồi, đau nhức bệnh, tối ngày cứ ăn uống ngủ, uống thuốc, rồi đi bác sĩ, đi nhà thương, rồi chờ giờ chết. Cho nên cứ luân hồi giống vậy, luôn cả các con thú vật cũng vậy. Có những con chó nó sinh ra nó bị ghẻ lỡ, nó bị người ta đánh đập, nhưng nó không bao giờ, nếu mà hỏi nó có ghét cái cuộc sống của nó không? Không, nó vẫn thích. Nếu mà có người cứu nó cho nó ăn, nó rất mừng, nó vẫn thích sống tiếp tục theo cuộc sống mà khổ giống như vậy. Nó không giống, còn con người thì có người có trí tuệ nói cái cuộc sống này khổ quá, thì người ta có thể tự giận, người ta than vãn. Nhưng đối với con vật đó thì nó cho dù cái hoàn cảnh nào nó cũng vẫn thích sống hết, quý vị. Thì đó là cái gì cũng là lửa tham của nó, chính lửa tham của nó, cũng như loài người chúng ta thích này thích kia mà bị luân hồi. Dạ, con thấy cũng nó gần hết giờ rồi, thành ra thôi con chỉ nói chuyện bao nhiêu đây thôi. Thì chúng ta muốn bỏ, muốn vô cái lạc nào bằng lạc tịnh lạc là Niết Bàn đó, thì bỏ dục, bỏ những cái lửa tham cái đó. Phải kiểm soát lại những tâm tư chúng ta về thân lợi ý thì nên bắt lại và phân tích nó để coi nó có đúng, làm có đúng chỗ, nói đúng chỗ không. Thì đó là một điều chúng ta đã diệt trừ, loại bỏ các cái tham sân si của chúng ta đi để tiến vào con đường sáng sủa hơn. Và con class đã thấy hết giờ rồi.
giúp con có làm gì sai trái hay có gì thiếu sót, xin quý vị xin chỉ dạy. Dạ chúc quý vị có một buổi chiều an vui và xin trả máy lại. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con cung thỉnh Ngài Trí Đức ở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con xin cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Ai sa tu sa tu hôm nay với câu Phật ngôn 202, chúng ta đã sinh hoạt rất tốt, có nhiều giọng đọc, vừa giọng kinh vừa giọng trẻ, và quý vị cũng đã thể hiện rất là tốt. Trong thời cuối giờ thì quý vị cũng thảo luận đưa ra ý kiến sự hiểu biết của mình về câu Phật ngôn này, mỗi người mỗi ý. Thế rồi thời gian trôi qua chúng ta hết giờ. Trong khi thảo luận thì có nhiều tư tưởng, có nhiều cái ý kiến thế này thế kia, nhưng mà chúng ta cũng phải nên bày tỏ cái ý tưởng của mình, sự hiểu biết của mình về lửa tham như thế nào, rồi ác của sân hận như thế nào, rồi cái khổ của khổ uống như thế nào. Rồi khi đó tham này, sân này, rồi si này, nó mới tạo nên những cái vấn đề mà đau khổ. Rồi khi đó sự an lạc của cảnh giới Niết Bàn, đó là điều tối thượng. Với câu Phật ngôn này cũng là một đề tài để cho chúng ta suy tư và học hỏi để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quá rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thanh tân chúng chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành tịnh đạt. Ê tê là sa chô vô chê, nạc sô tư vô, hô tự sắp phạm đàn. Do lời chân thực này, kính dân gọi phước lên, chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội, thiện hữu tri thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Rất là hoan hỷ hôm nay chúng tôi vào được với cái nước này. Còn nếu mà quên cái bắt buộc thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng tôi cũng chẳng đến với đạo tràng này được. Mong quý vị thông cảm vì cái vấn đề vô thường chi phối. Cho nên khi đến được và không đến được, đó cũng là một cái điều mà do nhân duyên. Thôi xin mời Sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha Gia. Như vậy ta nghe một thời thế tôn, ngự tại kỳ thiên tịnh xá cấp cô độc, gần thành xá vị. Khi đêm gần mà ăn, có một vị trời dùng sắc thủ thắng, hào quang chiếu diệu.